Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đàn bài Love Story. Đây là một bài rất là hay và cũng khá là đơn giản đó mọi người. Xếp nhạc được viết ở tông la thứ. Mình bắt đầu với tay phải luôn nhé. Đô thì mọi người có thể để ngón số 5. Đô, mi, mi, đô, đô, mi, mi. La, si, fa, mi. Đối với cái số nhạc như này ý, cái trong ngoặc có nghĩa là mình sẽ đàn ở lúc mà gần kết ấy. Đó là la, si, sol, la. Thì lúc kết mình mới đàn cái câu này nhé mọi người. Đó, đến đây thì mình sẽ quay lại từ đầu một lần nữa. Và mình qua ô số 2. Lúc quay lại thì mọi người có thể thêm nốt như sau. Đô, mi, mi, đô, đô, mi. Do, do, la, la, do, re, do, si, 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 son, son. Mọi người sẽ qua số 2, đó là la, si, son, thăng, đô, thăng. Để mình qua cái điệp khúc. Tay phải khá là đơn giản cho nên là tay trái mình sẽ cố gắng để làm sao nó hay hơn là thay vì chỉ có đàn 3 nốt thì mình sẽ lấy đuôi nha mọi người. Mình sẽ đàn theo công thức là 1, 5, 8, 5, 10. La, mi, đô. La thứ mình sẽ đàn la, mi, đô ha. Mi trưởng thì mình sẽ đàn là mi, si, son, thăng. Mi, si, son nha mọi người. Đó. Mỗi hợp âm như vậy 2 lần. Bài này cũng ít hợp âm lắm. Bây giờ đến pha trưởng. Fa, đô, la. Rồi, chỉ có 3 hợp âm thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm cho mọi người xem nhé. Mỗi nốt tay phải sẽ đi cùng với mỗi nốt tay trái, tức là hai tay sẽ đàn cùng nhau luôn đó. Đô đi chung với la từ đầu luôn ha. Mi, mi, đô, đô. Mình sẽ thấy 5 nốt tay phải đi cùng với 5 nốt tay trái. Đô, mi, mi, đô, đô. Sau đó mình ngừng. Cái câu tiếp theo mình sẽ đánh tay trái trước, đánh nốt la trước, rồi mình mới vô mi, mi, đô, đô, mi, fa, mi, re. Mình đi với mi, re, 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 si, si. Đó. Sau đó mình ngưng một xíu, rồi mình cũng đàn tay trái trước, re, re, si, si, re, mi, re. Đô đi với la thứ. Đô, 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 la, la. 2, 3, 4. Mình qua pha trước mọi người. Đô, đô, la, la, đô, re, đô. Si đi với mi, si, si, son, thăng. Rồi, chỗ này mình sẽ dàn mi trước một cái. La, si, fa, mi. Mình đi la một mình. Rồi, sau đó mình sẽ quay lại từ đầu, đàn thêm một lần như vậy nữa. Và có thể lên khoảng 8 để đàn. Ở số 2 thì sẽ là dàn mi trước. La, si, son, thăng, đô, thăng đi với la. Mình sẽ kéo cái la này lên luôn. Đô thang mi la đô mi la. Ở chỗ này mình sẽ chạy hợp âm nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó mình sẽ đàn điệp khúc, đó là rê mi la fa hai ba la fa la la si si rê fa rê mi son mi son son la la đô mi đô rê hai ba si rê si đô rê mi là đô mi fa son la đô đô si đô rê fa mi hai ba mi fa son si la la son fa mi rê thăng hai ba fa thăng la fa son thăng. Ok, tay trái mình sẽ đi hợp âm rê thứ, mình sẽ rọi 6 nốt nha. Rê mi la fa 2, 3, 4, 5, 6. Rê la rê fa la rê, qua son trưởng 6 nốt luôn. La 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 son rê son si rê son rê fa rê mi đi với đô trưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đô son đô mi son đố da 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 fa trưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6 nữa luôn. Fa đô fa la đô phá đô mi đô rê thì mình sẽ đi với mi. Mi 7 mọi người thì sẽ là mi si rê ha, mi si rê da da, rồi quay lại la thứ thôi. Chỉ có những cái hợp âm mới có hợp âm si trưởng thì mình sẽ đang là si fa thăng si rê thăng, ngay gần kết á, si fa thăng si rê thăng. Và hợp âm cuối cùng là mi này mình có thể chạy thoải mái, mi si mi son thăng si mi son thăng si mi và son thăng si rê. Mình sẽ kết bằng nốt rê để được về mi 7. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm nhé. Rê mi la fa, mình sẽ đi với rê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xong mình đánh tiếp la fa la, la đi với son la si si. Đến nốt cuối cùng này mình sẽ đánh cùng nhau rê fa rê mi đi với đô trưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mới đàn tiếp son mi son đi với pha trưởng son la la. Đến nốt cuối cùng đánh cùng đô mi đô rê đi với mi 1, 2, 3 mi 7 thì mọi người có thể đánh ra đây mi si rê si đô 2, 3 rê mi. Cái la này mình sẽ đánh 5 nốt thôi, là mi la đô mi thôi. Rồi lại cái lần ha, rê đô đi với la 5 nốt nè, rê mi la đô mi fa 2, 3, 4, 5, 6 là vô chung. Đô đô đi với son, nghĩ một cái si kéo ra 3 nốt này, đô rê fa mi đi với đô trưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi fa son si đi với fa la. Sau đó mình có đánh 2 nốt riêng la son fa mi rê thăng đi với si trưởng, mình có thể đàn lên đây luôn. Sau đó mình đánh câu kết là fa thăng lá fa son thăng đi với mi chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ mình sẽ đàn đúng tốc độ nhé. Phần này thì nên thêm nốt tay phải như sau, rê mi la fa 2, 3, 4, 5 Okay, thêm nốt tay phải thì nó sẽ như này. Re mi la fa. Ngay nốt fa mình sẽ thêm hai nốt này. La fa la la si si. Ngay si thì mình sẽ thêm re và son. Re fa re mi. La la thì thêm và trưởng. Re thì thêm chỗ này mi á. Và cái chỗ này thì tay trái mọi người nâng cao lên có thể rải nhiều hơn nhé. Nãy mình chỉ có dạy 3 thì bây giờ mình có thể rải 6 được đấy. Do mi do re kéo. 1 2 3 4 5 6. Re mi la do mi fa. Do fa mi mi pa son si la la son fa mi re. Mình sẽ thêm vào cái mi này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đàn từ đầu đúng tốc độ nhé. Sau đó mọi người sẽ quay lại từ đầu đàn cái khúc đầu một lần nữa rồi mới kết. Chỗ này mình sẽ đàn cái nốt trong ngoặc là la si son thang, la đi bên la để kéo ra si do mi la si do mi la si do mi. Ok, chúc mọi người tập thành công. Nếu bạn thấy bài học bổ ích thì có thể like cũng như là chia sẻ cho mình nhé. Tạm biệt mọi người.